Em xin chào các bác ạ. Hiện tại em đang có mặt ở một cái tiệm đồ cũ ở bên Nhật ạ. Các bác xem video của em thấy hay thì các bác cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh ạ, để em có động lực làm các video tiếp theo ạ. Em xin cảm ơn các bác ạ. Trước mắt các bác là một cặp loa của Mitsubishi ạ. Có model là R305 ạ. Có giá hiện tại là khoảng 25 triệu tại Nhật ạ. Hàng bảo hành 3 tháng ạ. Một cặp loa rất to, nặng khoảng 42-43 kg một chiếc. Thiết kế tựa như của thằng Diatom. Cặp loa khá là to. Kế đến là một cặp loa của Tannoy ạ. Stitem 15 ạ. Cặp loa có giá hiện tại là khoảng 35 triệu tại Nhật ạ. Hàng bảo hành 3 tháng ạ. Một cặp loa đồng trục. Bass 15 inch. Khá to. Tiếp theo em giới thiệu với các bác là một cặp loa của hãng JBL có model là 4331A. Có giá hiện tại là khoảng gần 50 triệu tại Nhật ạ. Hàng bảo hành 3 tháng ạ. Thì củ bass họ sử dụng là củ bass 2231A và củ mid là 2420 ạ. Cặp loa 4331A. Chỗ này nó hơi khó quay tí các bạn. Tiếp đến là em giới thiệu cho các bác một cặp loa kèn. Cặp loa kèn khá là to của Avangest. Cặp loa này có giá khoảng gần 200 triệu. Cặp loa kèn to lắm. Em chưa nhìn thấy cái cặp kèn nào nó như thế này. Các bác nhìn. Cặp loa kèn khá là khủng. Cái tên hãng này cũng chưa nghe đến bao giờ. Bên cạnh đó là một cặp loa của Thea có giá khoảng 100 triệu tại Nhật ạ. Hàng bảo hành 3 tháng, một cặp loa khá là lớn. Loa kèn khủng. Các bác nhìn. Bên này là một cặp loa của JBL có model là 4343. Có giá khoảng 95 triệu tại Nhật ạ. Cặp loa sử dụng của bass là 2231A, của mid là 2420 ạ. Của chép là 2405. Họng 2307. Một cặp loa rất giá trị của hãng JBL. Dùng hầu hết là từ Aniko. 100% từ Aniko. Cặp loa 4343. Ở trên này là có con Pau của Akron. Có giá khoảng gần 5 triệu tiền Việt. Bên cạnh là một con pao khác của Hamacaron có giá khoảng 4 triệu tiền Việt. Tiếp đến em quay cho các bác một số mẫu âm bờ đi có ở tại cửa hàng này nhé. Đây con Nachman có model là N10 có giá khoảng 6 triệu ạ. Kế đến là một con Sony ạ, có giá khoảng 9 triệu tiền Việt ạ. Giá em thông báo là giá quy đổi tại Nhật nhé, giá chưa tính giá vận chuyển ạ. Đấy là con Nachman SQ38DS. Con này có giá khoảng 27 triệu tại Nhật ạ. Đây là con Nachman SQ38F có giá khoảng 25 triệu.
Thế bên này con là con Lachman SQ38D, có giá khoảng 35 triệu. Đây là con Yamaha RNL 803, có giá khoảng 10 triệu. Đây là con Sansui AO7500, có giá khoảng 14 triệu, hàng bảo hành 3 tháng. Theo là con âm bình đi, đèn của Spa sắt, giá khoảng 16 triệu. Trên là con âm bình đi đèn của Boy Gang, có giá khoảng gần 15 triệu, hàng bảo hành 3 tháng. Một con âm bình đèn khác của CAV có giá khoảng 16 triệu. Kế bên là con Pow của Pioneer M90, có giá khoảng 12 triệu, công suất 200W. Đây là con Pow của Mayang model N250, có giá khoảng 18 triệu tại Nhật. Kế bên đây là con Pow của Macintosh, có giá khoảng 37 triệu tại Nhật ạ, 38 triệu tại Nhật ạ. Bên đây, tiếp theo là một con Ampany Macintosh C26, có giá khoảng 26 triệu tại Nhật ạ. Bên cạnh là một cái Ampany Mayang model là N3600, có giá khoảng hơn 10 triệu ạ, tại Nhật ạ. Đây con Dinaco Steel 120, có giá khoảng 8 triệu tại Nhật ạ, hàng bảo hành 3 tháng ạ. Kế đến là một con Acufei, bao của Acufei ạ, P300V, có giá khoảng 26 triệu tại Nhật ạ. Tiếp theo là con âm bình đèn nông PMA 2000RE, có giá khoảng 25 triệu tại Nhật ạ. Kế đến là một con âm bình đi dòng đời cao của Pioneer A70A, có giá khoảng 18 triệu tại Nhật ạ. Kế đến em quay cho các bác một số cái mẫu sản phẩm SA CD, đầu CD. Trước mắt các bác là con đầu SA CD đàn ông 2500NE, có giá khoảng 26 triệu tại Nhật ạ. Trên này là cái gì đấy, không có đâu, Columbia có giá khoảng 1,5 triệu tại Nhật đây. Có hai con đàn ông DCD, RCD của đàn ông. Kể đến là con FMAM của Mayang, giá 1,5 triệu tại Nhật. Dưới là con Mayang SACD SA8001, có giá khoảng 7 triệu tại Nhật ạ. Bên cạnh là con đầu SACD của Sony, có giá khoảng 12 triệu tại Nhật ạ. Ở bên dưới này thì có một con đầu CD thiết kế khá là lạ mắt, đẹp, của Pioneer, có giá khoảng 4 triệu tại Nhật ạ, FDS980. Và bên cạnh này có con MD của đàn ông ạ, có giá khoảng 2,5 triệu tại Nhật ạ. Và một con MD nữa của Yamaha cũng có giá khoảng gần 3 triệu tại Nhật ạ.
thì các bác ưng sản phẩm nào thì các bác chụp màn hình và gửi vào qua Zalo cho em nhé. Số Zalo em để ở trên bài ạ. Thì các bác liên hệ với em qua Zalo, các bác thích sản phẩm nào thì các bác liên hệ với em ạ. Tất cả các sản phẩm em báo giá đây là giá tại Nhật ạ, chưa tính giá vận chuyển và công của em ạ. Thì các bác mua sản phẩm của em thì các bác chỉ cần đặt trước, đặt cọc trước cho em 30% giá trị của sản phẩm ạ. Sau đó em chuyển hàng về và hàng tới tay các bác kiểm tra và thanh toán nốt số tiền còn lại cho bên vận chuyển ạ. Hàng sẽ về tay các bác khoảng từ sau từ 10 đến 15 ngày ạ. Đi đường bay ạ. Em xin cảm ơn các bác đã xem video của em ạ. Các bác xem video của em thấy hay thì các bác cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh ạ. Để em có nhiều động lực hơn làm các video tiếp theo để giới thiệu các sản phẩm tới cho các bác ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.